Hello anh chị thân yêu của em Hoàng An. Đấy, anh chị thấy em An có chiều anh chị không ạ? Hôm trước khi mà em An làm video báo giá tổng hợp xe thì có anh chị là yêu cầu em An là hãy báo giá chi tiết, tổng hợp chi tiết những cái mẫu xe hạng A. Thì đây, hôm nay em An đã sắp xếp xe rồi. Hơi vất vả một chút nhưng mà em An đã sắp tất cả những mẫu hạng A em An đã có để giới thiệu cho anh chị. Đấy, i10, Fadil, Kia Morning và Toyota Wigo, số sàn, số tự động có đủ luôn để phục vụ anh chị. Xin gửi lời chào của Hoàng An đến tất cả anh chị. Xin chúc tất cả anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của chị nhé. Và hôm nay chủ đề của video hôm nay sẽ là những mẫu xe hạng A đa dạng chất lượng cho chị lựa chọn. Không làm mất thời gian của chị nữa, em An sẽ giới thiệu ngay vào những mẫu hạng A. Và chắc chắn rồi, về mặt chất lượng thì em An luôn cam kết và bảo hành cho chị, có hỗ trợ trả góp cho những chiếc xe như ở đây thì em An có thể hỗ trợ những cái đời như là 2021, 2022, 2023 là vẫn làm bình thường anh chị nhé. Rồi em An xin phép giới thiệu ngay vào chiếc xe đầu tiên, một chiếc xe hạng A rất phổ biến, rất thông dụng ở trên đường đúng không ạ? Nhưng mà em xe này của em An thì sở hữu một cái lớp sơn đặc biệt hơn, vì đây là một cái chiếc lớp sơn mà chủ xe họ đặt riêng ở trong hãng mới có cái màu này. Bình thường thì nó sẽ là cái màu đỏ tươi hơn đúng không ạ? Em này là đỏ đô. i10 hatchback số tự động 2022. Chiếc xe này của em An thì mới chạy chuẩn đồng hồ là 15.000 km thôi, phiên bản 1.2 AT. Chiếc này đang có mức giá cho chị là 388 triệu. Giá này thì bữa nay em An sẽ bao thuế trước bạ 100% cho chị, anh chị nhá. Ở bản này đây là mẫu mới nhất rồi, có giải led và có đèn gầm. Cụm đèn pha sẽ là halogen. Halogen này chị nhá, em An sẽ cho chị tham quan luôn cả phần đuôi sau và phần khoang nội thất em nhá. Đấy, Calamen sẽ cho chị tham quan đuôi sau luôn. Ở i10 này thì sẽ có khóa đầy đủ thông minh, sinh nhan gương tích hợp, các tay cửa mạ chrome và có thêm cho chị như là ABS cân bằng điện tử. Với cá nhân em An thì format bách gọn gàng hơn, đẹp mắt hơn so với sedan. Nhưng bù lại thì sedan lại được cái khoang hành lý rộng rãi hơn đúng không ạ? Chiếc này thì với một chiếc xe đi 15.000 thì cái chất lượng còn rất là tuyệt đối chị nhá. Nên là em xe này thì không có bàn về xe nữa thôi, chỉ bàn về giá thôi. Bánh lớn luôn, bánh dự phòng là bánh lớn luôn chị nhá. Tất cả dàn lốp vỏ là theo xe, xe còn thơm mùi xe mới cơ. Đấy. Mức tiêu nhiên liệu với một chiếc hạng A thì dao động khoảng hơn 5 lít, 6 lít thôi, rất là tiết kiệm. Đấy, cái màu này rất là lạ nha anh chị nhá, màu đỏ đô cực kỳ lạ này. Mâm ở đây sẽ là mâm phanh nguyên bản và dàn lốp sẽ tất cả sẽ đều là đết tuần thứ tư năm 2022. À, xe thì liền nạc đồng áng căng. À, trong chiếc xe đẹp như thế này. Nội thất sẽ là ghế da zin nguyên bản. À, màu đen kết hợp với những vân chỉ đỏ chị nhá. Ở chiếc i10 này, hộp số tự động 4 cấp và ở i10 á, mẫu này có một cái điều rất là hay, đó là có cả ga tự động nha anh chị nhá, một cái option mà thật ra là nhiều cái mẫu xe hạng B còn không có anh chị ạ. À, nhưng mà chiếc i10 này của Man đã có rồi. Đấy. Hatchback số tự động 2022. Đấy, có ga tự động luôn. Tuyệt vời đúng không ạ? Rất là xịn sò. Xe có màn hình giải trí, có chỉ đường và tất cả odo hiện tại mới chỉ là 15.000 thôi. Rất mới nha chị nhá. Em An có hình ảnh, có thông tin giấy tờ về xe. Anh chị cũng có thể là inbox để em An gửi thêm cho chị thông tin về giấy tờ. Kế bên em An luôn đi ạ. À, rất là nhanh thôi. Em An đang có cũng là một chiếc i10, đây là sổ nhập ấn cho chị cho hatchback 2015, động cơ 1.0. Xe thì anh chị quan sát là chủ xe đã lên ốp đèn rồi. Đấy, và mâm này cũng là mâm nguyên bản này. Chiếc này của em An thì dàn lốp đã được thay mới tinh rồi. Odo hiện tại đang là 6.5 km, các tay cửa đều mạ chrome. Tức là những cái mẫu này thì odo sẽ là hơi tương đối thôi, vì là những chiếc này thì em An không mua ngay chủ nên là nhiều lúc là em An cũng sẽ không bao được. Với hai là có thể những xe đời sâu quá thì chủ xe họ không vào hãng á, bảo dưỡng thì cũng rất là khó có căn cứ để xác nhận là odo chuẩn hay không. Vè mưa phim cái Nhật có đủ rồi. Đấy, hatchback. Cá nhân em An đánh giá thì dòng i10 nhập là một cái dòng xe chạy rất là thích, rất là ngon, mượt mà, động cơ rất là chắc chắn đấy chị em. 1.0. 2015. Đây, bánh dự phòng. Bánh dự phòng nó hơi mòn nhỉ. Cũng không phải là mòn đâu, mà cái dòng này là vỏ gai mềm. Đấy. Xe thì mọi thứ là nguyên bản, tất nhiên với một chiếc xe đời 15 thì nó phải có khấu hao đúng không ạ? Có cảm biến sau. Và chiếc này thì em An quan sát là có camera lùi rồi. Có thể là chủ xe họ độ lên thôi. Chứ nguyên bản thì nó cũng sẽ không có chị nhá, nguyên bản nó chỉ là một cái đầu CD thôi. Thật ra là ngày xưa khi mà lần đầu tiên em An chạy một chiếc i10 số tự động sổ nhập á, là em An thích ngay rồi. Em An rất là thích đi những cái dòng i10 nhập, thực sự chạy nó rất là chắc, chắc lịch đấy ạ. Nói vui là chắc như nắm cơm. Đấy, dòng này thì hiện tại không làm góp được anh chị nhá, không làm góp được, chúng ta mua tiền mặt thôi. 278 triệu là giá em An cũng đã là bao tên chính chủ cho chị rồi. Chắc chắn là nhiều chị sẽ sợ là 1.0 rất yếu, nhưng mà em An khẳng định chị rằng em An bán rất nhiều i10 1.0 rồi, nó không hề yếu đâu, rất là ok cho chị nhá. Gia đình mình ít người, thường xuyên đi trong đô thị thì anh chị đi những dòng này quá thoải mái luôn.
hatchback 2015. Giá của sổ nhập thì hơi cứng một chút, nên là đấy là cái điều mà em An muốn thông tin cho chị. Đấy, phần đầu xe thì sẽ được trang bị sẵn là đèn nguyên bản, sẽ là đèn halogen và cũng được trang bị đèn gầm sương mù. Ốp đèn trước thì cũng đã lên rồi. Khám phí cho chiếc này còn đến tháng 7/2024. Thế là xe hết đăng kiểm thì em An sẽ hỗ trợ đăng kiểm lại. Kế bên em An cũng là một chiếc sổ nhập, nhưng mà đây là bản sedan 1.2, nó sẽ khỏe hơn 1.0 một chút. Sedan thì cá nhân em như vừa em có nói rồi, nó là một chiếc xe form không quá đẹp, nhưng bù lại nó là một chiếc xe chạy khoang hành lý rộng rãi và động cơ 1.2 thì rất là ok rồi. Đấy. Chiếc này của em An đang đi là hơn 70.000. 72.000, khám phí còn đến tháng 5/2025, biển 70 Tây Ninh anh chị, các tay cửa mạng rôm, xinh nhan gương tích hợp gương cụp. Đấy. Sedan hai đầu. Đấy. Và phần đuôi sau sẽ được trang bị cho chị như là bốn mắt cảm biến sau luôn. Và ở bản sedan thì có thêm một cái option đó là gương chống chói chị nhá. Kết hợp cam lùi zin theo xe. Đấy. Đây, biển 70 Tây Ninh anh chị nhá. Đấy, biển 70 Tây Ninh này. Đấy. Khoang này rất là rộng, thoải mái để đồ luôn. Bánh dự phòng mới tinh nhá. Đấy. Bánh này là bánh mua thôi, không phải bánh zin theo xe anh chị ạ. Đấy. Mọi thứ là nguyên bản đúng không ạ? Đấy. Xe còn rất là ok. Đấy. Cho chiếc i10 sedan này 2016 sổ nhập. Đấy. Anh chị nếu mà mình thích dòng nhập này, anh chị mà đã từng chạy số i10 nhập thì hãy chạy những cái dòng này, chạy rất là chắc chắn và tiết kiệm nhiên liệu. Ở tông màu ở bản 1.2 thì tông màu nội thất sẽ là màu đỏ kết hợp màu đen nhé, ghế da đen. Và xe đã lên màn hình Android rồi, màn hình Android 9 inch. Khóa đầy đủ thông minh, option nhiều đúng không ạ? Thậm chí là cái option của i10 nhiều, cái mẫu xe hạng B còn phải ghen tị, thực sự là còn phải ghen tị với riêng i10 thì nhiều option, nhiều dòng xe hạng B còn phải ghen tị với Hyundai i10 đấy ạ. Đấy, gương chống chói, màn hình Android đầy đủ hết đấy chị ạ. Chiếc này đang có mức giá cho chị là 296 triệu đồng cho chiếc Hyundai i10 sedan hai đầu này, được chưa? Kế bên em An đã có một chiếc Fadil, VinFast Fadil 2020 bản bay. Xe này của em An đang đi 61.000 km thôi, 61.000. Và ở động cơ của của Fadil sẽ là 1.4. Đấy. Những cái phần mũ đen này sẽ là nguyên bản theo xe này. Màu này của em An là màu xám, xám lông chuột đấy chị, xám lông chuột. Các chi tiết như là vè mưa, phim cách nhiệt, nẹp kính, tay chắn là lên rồi. Động cơ 1.4. Đấy. Dán phim cách nhiệt Luma này, đầy đủ hết cho chị luôn. Chiếc này biển thành phố nhé. Đây thì bên em An, anh em đánh bóng rửa dọn nên là tháo ra thôi. Các chi tiết là nguyên bản này. Em này thì chạy rất là ngon. Bản bay nó sẽ là bản thiếu nhất của Fadil. Cái này thì chị sẽ về mình lên cái màn hình là ok. Đấy. Fadil bay chị, xe này thì dàn lốp này thì em An kiểm tra còn theo xe không. Dàn lốp còn theo xe này chị này. Lốp vẫn là đết tuần thứ 20/2019 này, 6 vạn xịn, rất ok. Đấy. Xe đã được trang bị lót sàn rồi, nội thất là ghế da nguyên bản. Trần nỉ zin, trần nỉ zin nha chị nhá. Đấy, lót sàn đã lên cho chị rồi. 299 triệu, đã bao gồm chi phí ra tên chính chủ, được chưa? Đây, cho chị tham quan. Hơi chặt một chút nên là màn quay nó không được thoải mái lắm. Đèn pha sẽ là halogen. VinFast thì hôm trước em An có một chiếc bản Blood thì em An đã bán rồi. Khám phí còn đến tháng 12/2024. Em An quan sát là xe đã được lên cam hành trình rồi chị nhá. Xe đã được lên cam hành trình rồi. Cũng là một cái lợi thế tốt cho chị khi mà mình mua xe đã có sử dụng, chủ cũ họ lên đầy đủ rồi thì mình cũng không phải lên nữa. Đèn pha sẽ là halogen thôi và cũng được trang bị đèn gầm sương mù đầy đủ chị nhá. Động cơ là 1.4, hơi hao xăng nhưng bù lại chạy ngon. Tiếp theo một chiếc xe nhẹ nhàng hơn đúng không ạ, trẻ trung đúng không ạ, thiết kế của Kia thì bao giờ cũng rất là mềm mại nhẹ nhàng đúng không ạ. Em này là Kia Morning bản S là bản cao nhất đây chị ạ. Nó sẽ có ghế da hai màu, ống sạc kép, đèn pha thấu kính, giải led định vị ban ngày, xinh nhan gương tích hợp gương cụp. Khám phí thì chiếc này hết đăng kiểm, em này hỗ trợ đăng kiểm lại. Em xe này của em là tên công ty, xuất hóa đơn đấy chị nhá. Đây tất cả những chi tiết. Đèn bi gầm nhá, mâm xoắn. Động cơ là 1.25 cho chiếc Kia Morning này 2018. 18 bản S đấy chị nhá. Chiếc này của Man đang có mức giá là 308 triệu đồng. 308.
chưa? Màn hình điều hòa tự động, à, vô lăng tích hợp đấy chị này, à, vô lăng đẹp lắm. Em này là tên công ty xuất hóa đơn đấy chị em, cho chiếc Kia Morning này và màn 308 triệu là giá em An đã hỗ trợ ra tên chính chủ cho chị rồi. À, đây, đấy. Còn anh chị ở xa thì em An sẽ bớt tiền cho chị về chị ra tên nhé. À. Hiện tại em An còn duy nhất một chiếc Morning này thôi, 308 triệu. Anh chị nào mình thích mẫu này thì lên em An để có một cái giá hợp lý nhất đúng không ạ? Bản S nhá, ống xả kép này, đèn hậu LED full luôn. Đó, đây cho chị tham quan này, phần khoang hành lý này, những chi tiết mủ vẫn rất là đẹp, sạch sẽ, không bị xước sát, đồ nghề đầy đủ luôn. Đó, hầm bánh nguyên bản nhá, tất cả những chi tiết là không cần động chạm bất cứ chi tiết nào cả. Ok, rồi. Sang bên đây em An đang có một chiếc i10 dành cho những anh chị nào mà muốn kết hợp dịch vụ thì đi cái i10 này. Đây là mẫu mới nhất rồi, i10 sedan 23 bản bay. Tất cả những cái chiếc này thì đi đâu đó khoảng có mấy nghìn cây thôi, nói chung là rất là ít. Bên em đã về đã cho lên dán những cái chi tiết như là tay này, chén này, ốp gương này, 23. Sáng nay thì em An mới giao 3 chiếc 23 luôn. Thì hiện tại thì em An vẫn còn thêm 3 chiếc nữa ở dưới nữa, 4 chiếc tất cả nhá. Tất cả dàn vỏ theo xe, nói chung đây là một chiếc xe rất là lướt rồi. Đó là anh chị chỉ có quan tâm về việc là cái nhu cầu của mình có mua dòng này để đi không. Đời này được cái là cao này, hỗ trợ banh được. Anh chị bỏ ra những chiếc xe này, anh chị bỏ ra khoảng hơn 100 thôi, khoảng 130-140 là anh chị vay được rồi. Đấy, tất cả dàn lốp theo xe nhá. Mẫu mới thì cái đuôi sau nó gọn gàng hơn đúng không ạ? Đuôi sau gọn gàng hơn. Đấy, và ở i10 mẫu mới này thì có hốc gió hàng ghế sau. Đấy, xe thì mới tinh luôn. Và bên em đã lắp màn hình lên rồi nhá anh chị nhá. Đấy, là giá này là 335 là em An đã lắp màn hình rồi. Thì vẫn là bao tên 335. Đấy, xe này thì anh em mới lắp màn hình này. Đấy, cái mặt dưỡng zin cũ ấy. Nguyên bản ở bản này nó sẽ không có màn hình, không có gì cả. Tất cả là nguyên bản hết. Đấy, mới đi có 3.500 cây thôi. Nội thất mới tinh luôn. Ok, đấy, 335. Xe đã được lên màn hình rồi, em An đã lên màn hình sẵn rồi. Xe rất là mới đúng không ạ? Đấy. Anh chị mua những cái chiếc này thì tầm tiền vừa phải về mình đăng ký biển vàng, mình chạy dịch vụ hợp lý đúng không ạ? Nhanh lại vốn cho chị. À, 335. Rồi chiếc xe cuối cùng của em An là một chiếc Toyota Wigo số tự động 2023 2023 chị ạ. Xe thì bản G 1.2 nhập, có cam lùi tích hợp sẵn này. Có cảm biến xe. Khoang hành lý rất là rộng này. Chiếc này của em An đang đi là hơn 2 vạn, 27 28 ngàn đấy. Đây. Bánh dự phòng chưa lăn, cũng mới cứng luôn đúng không ạ? Đấy, 1.2. Wigo thì là mẫu xe hạng A của Toyota, thì thường thường là mọi người đã biết là nó rất là lạnh và tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Màu bạc nha chị nhá. Thiết kế của Wigo thì cái form mà nhìn cái phần đầu và đuôi nhìn nó rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ, dàn vỏ là theo xe chị này. Vỏ piston, vỏ theo xe. Và với chiếc này thì mức tiêu nhiên liệu nó dao động khoảng hơn 5 lít thôi. Đấy. Rất rộng, phải nói là hàng ghế sau của Wigo thì siêu rộng luôn. Anh chị có thể quan sát là hàng ghế rất rộng nhá. Đấy, tha hồ đấy chị, ngồi thoải mái luôn. Với chiếc A thì Wigo có cái không gian nội thất rất rộng, đặc biệt là hàng ghế thứ hai. Các chi tiết cửa này có khóa cảm biến nhá, cảm biến này, cảm biến mở cửa này. Đấy, xinh nhan gương tích hợp này. Đấy, xe mới tinh luôn, màn hình cam lùi có đủ rồi. 23.000, chính xác là 23.000 km cho chiếc Toyota Wigo của em An. Động cơ 1.2. Ok luôn. 388 triệu nhé. Đây là mức giá đã bao gồm chi phí ra tên cho chị luôn. Đây, anh chị thấy cái phần đầu xe của Wigo có đẹp không ạ? Rất là mạnh mẽ luôn, nhìn thiết kế rất là ngầu. Đèn nét luôn đây chị nhé, đèn nét luôn. Đấy. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2026. Cho tức là Toyota Wigo này 388 triệu đồng. Ok chị, trên đây là bộ sưu tập những mẫu xe hạng A đã có sẵn tại cửa hàng nhà Man siêu thị ô tô Bình Dương trong ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 6 2024. Anh chị quý hàng thân yêu của Man yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì lên xem xe ủng hộ Man anh chị nhé. Một nữa cảm ơn chị rất là nhiều và xin chúc cả chị luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn nhất trong cuộc sống. Xin chào, gặp lại chị, xin chào.